cái đốm rồng nó cũng có nè ha. Rồi của con mình hay gọi là đốm hồng đó, này chúng ta thấy nè, như thế này đó, nó sẽ phát triển rất là mạnh ha. Vô vườn của chúng ta thứ nhất là rậm rạp nè, thiếu ánh sáng. Thứ hai là chúng ta ép cây, chúng ta làm bông, xử lý ra bông, cắt nước thì cây chúng ta sức đề kháng cây rất là kém, cho nên là một số cái đối tượng nấm bệnh ha, nó sẽ phát triển rất là mạnh. Thì ngoài cái việc mà đốm rồng, cái nấm hồng đó, còn cái vấn đề về cháy lá tháng thư, đây là bệnh tháng thư ha, do một loại nấm tấn công. Thì về cái nguyên nhân mà nó phát triển cái bệnh tháng thư này của con mình biết là trong cái quá trình mà chúng ta làm mầm xíu ra bông, chúng ta phun những dòng thuốc để mà chặn đọt hay là đưa những dòng lăng cali cao để chúng ta tạo mầm thì nó rất là tổn lá mình nha. Ngoài cái việc mà chúng ta không phải phun một lần, chúng ta phun 2 tới 3 lần, thậm chí là 4 lần nữa, thì những cái lần phun như thế nó sẽ làm cho cái lá chúng ta rất là tổn. Rồi kết hợp với vấn đề mà chúng ta cắt nước phía trong để chúng ta ép cây, chúng ta làm bông á, thì sau khi mà ra bông như thế này ha, quý bà con chúng ta sẽ thấy là cây chúng ta nó sẽ mất đi cái sức đề kháng. Thì lúc này cái nấm bệnh cháy lá nó sẽ tấn công rất là mạnh trên cây sầu riêng của mình. Thì trong cái vấn đề mà cái bệnh mà cháy lá nó phát triển mạnh hay không á, thì còn do cái vấn đề về cái điều kiện đất đai của mình ngay thời điểm đó ha. Ví dụ đất của mình nó xấu, đất của mình nó bị chai, đất sét nhiều, hoặc là đất của chúng ta nó thiếu hữu cơ, thì lúc này á, là cái nấm bệnh cháy lá nó sẽ tấn công rất là mạnh ha. Thì lúc này bà con chúng ta sẽ rất là khó khăn trong cái việc chúng ta phòng trừ. Tại vì á, nếu mà chúng ta có bông trái mà cái vấn đề về tháng thư mà nó phát triển mạnh như thế này á, thì chắc chắn là nó không có đủ cái diện tích để mà nó quang hợp ha. Như hồi nãy anh em có đề cập vấn đề 300 lá nên nuôi một trái á, thì cái chất lượng lá chúng ta nó sẽ như thế nào. Ví dụ như 300 lá nhưng mà cái lá chúng ta nó chế như thế này thì làm sao đủ cái diện tích mà nó quang hợp nuôi trái mình được. Thì đó là cái cách mà chúng ta nhận biết, nó sẽ rất là ảnh hưởng hậu quả rất nghiêm trọng đến với vấn đề mà cái sầu riêng của mình phát triển ha, cũng như là trong cái quá trình mà chăm sóc trái cũng như bông chúng ta mà nó bị cháy lá thế này thì chúng ta chắc chắn nó sẽ bị mất năng suất rất là nhiều. Thì để mà khắc phục cái hiện tượng này của con mình thấy là trong thời điểm mà chúng ta có bông thế này mà ở bên ngoài lá chúng ta nó bị cháy như thế này ha, thì do cái vấn đề về cây chúng ta sức đề kháng nó quá kém đi, cái dinh dưỡng nó sẽ đẩy về nuôi dần bông, lúc này cái dần lá ngoài chúng ta nó sẽ bị suy kiệt, nó bị xuống. Rồi chúng ta sẽ xử lý ngay những cái dòng thuốc để mà chúng ta chặn ha. Không phải là của con chúng ta phun cái dòng thuốc bệnh mà đứng đâu. Nếu mà chúng ta phun thuốc bệnh á, những cái dòng thuốc mà nó nóng á, thì nó sẽ làm cho những cái lá cái vị trí này nè, nó nóng tới bào lá chúng ta nó sẽ bị cháy càng nặng thêm nha. Những cái dòng thuốc mà gốc muối á, chúng ta phun vào nó sẽ rất là nóng. Còn nếu mà chúng ta trong thời điểm này chúng ta xử lý những cái biện pháp canh tác kết hợp với những cái dòng thuốc mà dạng sinh học để chúng ta phòng ngừa thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như chúng ta tưới nước độ ẩm nè, rồi chúng ta dưỡng cây là phun những cái dòng thuốc mà dạng bo hoặc là những cái dòng mà dinh dưỡng mà có hữu cơ rong biển, chúng ta dưỡng lá đi. Rồi xong rồi bà con chúng ta kết hợp thêm cái dòng sản phẩm mà có chứa gốc đồng hữu cơ như Scott anh em giới thiệu cho bà con lúc nãy đó, thì nó có cái gốc đồng vô đó thì nó sẽ cố định những cái nấm bệnh như thế này ha, giúp cho cái tế bào lá chúng ta nó kháng, nó dậy lên. Thì lúc này chúng ta sẽ có những cái thuận lợi cho cái việc mà chúng ta phòng ngừa hoặc là chúng ta chặn đứng ngay cái vết bệnh. Còn nếu chúng ta đưa những cái dòng thuốc mà dạng mà gốc mà nấm bệnh á, như cái dòng thuốc mà dạng muối á, thì nó sẽ làm cho cái vết cháy chúng ta nó sẽ lan rộng ra thêm ha, nó sẽ bị ngộ độc, cái quá trình mà chúng ta phục hồi cây nó sẽ rất là chậm. Thì đó là cái cách mà chúng ta giải quyết cái vấn đề về cháy lá. Vừa con thấy rất là nhiều cái vị trí mà cháy cái chớp lá này rất là nặng ha. Nếu mà chúng ta để như thế này á, từ từ nó sẽ cháy vô ha, tới nửa cái lá mình ha, cái diện tích cháy nó sẽ tăng thêm thì nó sẽ làm cho cái chất lượng trái cũng như là bông chúng ta phía trong nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng ha. Do cái quá trình mà lá chúng ta nó bị cháy quá nhiều thì nó giảm đi cái diện tích mà quang hợp, giảm đi cái màu xanh thì nó sẽ không có quang hợp được nhiều để mà nó đưa đường bột bằng chỉ dinh dưỡng vô để giúp cho nuôi trái nuôi bông mình ha. Đây rất là nhiều ha, những cái lá này cháy là rất là tổn nè. Tại vì của con thấy là đa phần những cái lá mà nó có hưởng được cái ánh sáng phía ngoài ha, mà nó bị cháy là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng, nặng gấp đôi gấp ba lần so với những cái vị trí mà cái lá nó cháy bên trong. Thì lúc này cái chất lượng bông trái chúng ta phía trong nó sẽ giảm đi ha. Thì chúng ta thấy là ngoài những cái việc mà chúng ta dưỡng lá, dưỡng cây, dưỡng bông thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái việc mà chúng ta ngừa những cái dòng mà nấm bệnh ha. Nếu mà ra bông chúng ta cảm thấy cái cây chúng ta nó mất đi cái sức đề kháng hoặc là cây chúng ta nó quá suy á, thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp đưa những gốc đồng hữu cơ hoặc là cái acid amin vào để giúp cho chúng ta ngừa đi cái vấn đề về cháy lá ha, nó hạn chế được phần nào thôi. Đó. Nếu mà cây chúng ta mà nó quá suy, sau khi ra bông á, lá chúng ta nó thiếu hoặc là trong cái điều kiện đất chúng ta nó xấu, nó thiếu hữu cơ thì chắc ăn là nó sẽ bị cháy lá thôi. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ hạn chế được phần nào ha. Còn những cây khỏe mạnh thì cái tỷ lệ mà cháy lá nó sẽ thấp. Do cây chúng ta nó khỏe thì cái sức đề kháng nó mạnh thì nó sẽ hạn chế được cái vấn đề đó. Đây thì bên này. Ở bên đây thì bà con thấy là có vấn đề nhóm đọt nè. Đây ha, bà con xem nè, nhóm đọt ha. Thì cái vị trí mầm đọt này trong khoảng cỡ 3 tới 5 ngày nữa nó sẽ nhóm đi nữa. Lá phía ngoài bà con thấy nó có cái hiện tượng nó bị đốm vàng vàng nè.
Thì cái này không phải là do bệnh, cũng không phải là do nhện đỏ, không phải là do một số cái tác nhân khác ha, mà đây là do cái điều kiện thời tiết nó tác động nè. Do cái vấn đề bên đây là cái vấn đề nó xúc tác với cái điều kiện thời tiết của nắng chiều á, nó xúc tác xuống thì nó sẽ làm cho cái lá chúng ta nó sẽ bị sốc như thế này ha, nó bị vàng nhám như thế này, chứ không phải là do bệnh hoặc là sâu ha. Còn cái vấn đề mà nhóm đọt á, thì bà con chúng ta trong thời điểm này như đã nói ha, chúng ta phun những cái dòng sản phẩm như axit amin, thì anh em khuyến cáo bà con chúng ta phun những cái dòng sản phẩm 1066 hoặc là những cái dòng 3 số đều, 3 số 20 hoặc là 3 số 21 á, phun qua lá ha, chúng ta kết hợp với cái góc đồng hữu cơ là cái Scott đó. Rồi chúng ta phun để giúp cho vừa kìm cái đọt này đi từ từ, mà chúng ta đảm bảo cái vấn đề là cái lá non chúng ta khi nào mà nó mở ra nó sẽ xanh dậy luôn, chứ không phải là nó nở ra hết trơn nguyên cái đọt rồi nó mới xanh dậy ha. Lúc đó cái bông chúng ta nó sẽ bị rụng rất là nhiều. Do chúng ta nếu mà kéo đọt mạnh quá là nó sẽ không kịp già trước khi cái bông chúng ta nó sẽ nhị. Cái quá trình mà cháy lá này không phải là để mà cháy lá chúng ta mới xử lý nha. Chúng ta cần phải xử lý trước đó, trước khi làm bông chúng ta phải làm sao cho cây cho nó đẹp nè, đủ lá, cũng như lá chúng ta nó xanh dày bóng ha, rồi không có bị sâu rầy tấn công ha, độ ẩm đất chúng ta vừa đủ, đầy đủ hữu cơ, đầy đủ dinh dưỡng á, thì chúng ta tạo cái điều kiện cho cái cây chúng ta nó khỏe trước khi làm bông á. Rồi đến thời điểm mà làm bông ta làm rất là dễ, và sau khi mà có bông đậu trái rồi cái dàn lá chúng ta cũng rất là đẹp luôn. Do chúng ta đã có cái khâu chuẩn bị làm bông rất là tốt rồi á, thì sau này khi mà có bông rồi cái dinh dưỡng trong cây chúng ta rất là nhiều, và nó sẽ thừa sức để mà nuôi lá, nó không có bị cháy lá như thế này ha. Thì đó là cái giải pháp mà vui con chúng ta để ý. Còn cái vấn đề mà bị cháy lá như thế này thì chúng ta không có giải pháp để khắc phục ha. Chúng ta chỉ phun thuốc để cho nó chặn đứng cái vấn đề này thôi. Rồi chúng ta đưa hỗ trợ dinh dưỡng để giúp cho cây chúng ta khỏe thì nó không có lây lan nữa. Rồi đó là cái cách mà chúng ta áp dụng đối với cái vấn đề bị cháy lá sầu riêng sau khi cây chúng ta nó ra bông. Trên vườn cây mà nó bị cháy lá nhiều không anh? Bị có 2 cây phải không? 2 cây này em thấy là như cây này nè. Bên này nó bị cháy nhiều nè, còn bên mép bên kia nó ít bị cháy ha. Đây nè. Ha, đây vô con xem cái vị trí bên đây nè. Cái độ ẩm đất của mình nó bị thiếu nè ha. Thì lúc này cái nó bị khô, nó bị cháy hoặc là nó bị si cái dàn rễ mình bên này á, thì phía trên là cháy rất là nặng ha. Rồi do cái vấn đề của nắng chiều nó xúc tác xuống đây nữa thì nó sẽ bị sốc và nó sẽ bị cháy rất là nặng ha. Đó thì chúng ta sẽ qua cái vị trí bên này cùng một cây nha. Nó vị trí bên này nó bị khô nè. Tưới nước không tới nè. Rồi vị trí bên này chúng ta sẽ xem này. Cái vị trí này cháy lá tỷ lệ thấp hơn bên mép bển ha. Đây vô con mình thấy là ở dưới này nó mát nè ha. Cái độ ẩm bên này được giữ tốt nè. Phía trên thì vô con thấy là cái vấn đề cháy lá nó sẽ không có xảy ra, hoặc là xảy ra ít ha, nó bị cháy chớp nhẹ thôi, vài lá thôi. Đây cũng vậy nè. Đó thì chúng ta sẽ thấy là trên cùng một cây nha, chỗ cháy lá ít, chỗ cháy lá nhiều thì chúng ta sẽ xem cái độ ẩm dưới đất nha, và cái vấn đề về cái điều kiện thời tiết nó xúc tác. Thì vô con mình thấy là phía bên này nè, đây hoàn toàn là cái độ ẩm phía dưới được giữ ha, giữ tốt đó, cho nên là nó không có bị thiếu nước cũng như là không có bị hóc, cho nên là phía trên lá nó bị cháy đỡ hơn. Còn phía bên kia thì điều kiện thời tiết bên kia hóc như nãy chúng ta thấy là nó trống, nắng chiều xúc tác xuống rồi nó bị khô nước, nó bị cháy rễ hay gì đó, hoặc là nó bị si, thì phía trên nó bị cháy lá nhiều hơn. Thì đó là cái cách mà chúng ta nhận định trên cùng một cây mà có chỗ bị cháy nhiều, bị cháy ít hoặc là không bị cháy. Còn cái vấn đề vàng lá như hồi nãy nói ha, là bị nắng nó hóc như thế này ha. Vấn đề nắng chịu hóc nha, tại có vị trí này thôi. Còn bên kia thì chắc chắn ta sẽ không thấy. Còn qua đây nè, vị trí bên đây là lá còn xanh tốt nè, nó đâu có bị hóc đâu, đâu có bị vàng như cái mép bên kia ha. Nè, lá ta còn xanh tốt như thế này ha. Đó, đọt thì vị trí nào nó cũng nhóm thôi. Cách mình nhận biết được những cái vị trí nào chúng ta nên xử lý, rồi cái nguyên nhân chúng ta phải biết để chúng ta phải xử lý nó kịp thời ha. Còn bên đây thì con thấy những cái mầm đọt ta nhóm nữa nè, đọt nhóm này ha. Đó, những cái vị trí mà bông ra sao hoặc là những cái đọt thế này ha, nó ra chúng ta phải xử bớt nha. Những cái bông ra sao nè, ta bỏ bớt như thế này. Bông này còn nhỏ ha, để chùm chùm hơn nữa mình xử sao. Đó, bông nó còn nhỏ mình không có tiễn mạnh ha. Rồi còn cái vấn đề về nhánh B thì chúng ta quan sát ha. Đây, trên đây nè, chú vườn mình cắt ở đây nè, mình không cắt nguyên cái nhánh này, mình bỏ mình chừa lấy con khúc à. Đáng lẽ cái nhánh này lâu ngày nó sẽ bị mục, bị hư, nhưng mà trong cái nhánh này cô con thấy là có rất là nhiều nhánh B nha. Đây là nhánh B nè, mọc từ cái nhánh ra ha. Thì tại sao nó không khô, thì lý do là nó còn những cái nhánh B như thế này. Cô con thấy ha, những nhánh B này là những cái nhánh nó nuôi cái nhánh này nè, cho nên là cái nhánh này nó không có khô nha. À, nhưng mà còn mình thấy là nếu như cái nhánh này mà nó có bông, có trái sau này á, là nó cũng đậu bình thường, trái nó vẫn to bự bình thường nha. Do có những cái nhánh bê này nè, nó sẽ nuôi trái chúng ta sau này luôn nha. Đó, cho nên đó là cái vấn đề mà cái nhánh bê rất là quan trọng. Tại vì của con mình thấy là nếu mà chúng ta gặp cái điều kiện như sâu bệnh nó tấn công phía ngoài,
hoặc là gió nó gãy đi cái vị trí ở ngoài á, thì nó còn có khúc ở trong này á ha. Nhưng mà trong cái điều kiện mà chúng ta giữ nhánh B này được á, thì những cái nhánh B này sau này nó vẫn nuôi trái được bình thường nếu mà có trái ha. Rồi cái nhánh B nó cũng giúp cho tồn tại được cái nhánh này luôn, nó không bị khô ha, do nó nuôi rất là tốt. Thì đó là cái cách chúng ta giữ cái nhánh B. Nhánh B rất là quan trọng. Thì trong cái điều kiện mà trước khi mà chúng ta làm bông khoảng cỡ 1 tháng rưỡi 2 tháng á, thì bà con chúng ta phải lật bỏ hết nhánh B để chúng ta tập trung tối đa mọi cái dinh dưỡng để mà chúng ta đưa về giúp cho phân hóa mầm hoa ha. Rồi trong cái điều kiện mà thời điểm mà từ lúc mà sáng mắt cua bông chúng ta vừa nhú á, đến cái thời điểm mà bông chúng ta xả nhị hoàn toàn á, thì chúng ta cần phải giữ những cái nhánh B nó mọc ra. Tại vì cái những cái nhánh B mọc ra trong thời điểm mà có mắt cua á, thì những cái nhánh B đó sau này nó sẽ già đi. Và khi mà trái chúng ta đang lớn á, những cái nhánh B đó nó sẽ là cái nguồn dự trữ dinh dưỡng, nó giúp cho trái chúng ta to tròn đều ha. Rồi cái thời điểm mà con thấy là trong quá trình mà cây chúng ta nó mang trái á, đó, thì có những cái nhánh B mọc ra thì chúng ta phải cắt bỏ hết nhánh B đó ha. Tại vì trong quá trình mà trái chúng ta đang lớn hoặc là mang trái á, là cái nhánh B mọc ra nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với trái chúng ta. Thì những cái nhánh B mọc ra trong thời điểm đó chúng ta phải cắt bỏ để tránh cái hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng giữa cái nhánh B và cái trái ha. Thì những cái nhánh B là những nhánh này của con xem ha. Đây. Thì chú vườn anh Chí mình lúc đó làm bông thì ảnh không có cắt tỉa nhánh B ha, cho nên là những cái nhánh B còn lọt sọt cái phía trên rất là nhiều ha, trên cây sầu riêng mình phía trên ha. Thì đó là cái nguyên nhân mà làm cho bông ta ra không có đạt á. Chúng ta không có vệ sinh, chúng ta không có cắt tỉa nhánh B á, thì cái dinh dưỡng nó còn ở trong nhánh B á, thì nó không có giúp cho phân hóa mầm hoa tốt ha. Thì đó là cái cách mà chúng ta điều khiển nhánh B.